của chúng ta, vấn đề nó rất thiết thực, nó rất là liên hệ tới cái vận mạng của quê hương, vận mạng của đất nước, vận mạng của người Việt Nam của chúng ta. Có ai quan tâm đến cái đó hay không? Bởi vì chúng ta sống đó, chúng ta sống nó không phải là chúng ta đầy đủ về vật chất không đâu quý vị. Chúng ta sống nó còn có tinh thần. Chúng ta luôn luôn thắc mắc, luôn luôn đau khổ. Chúng ta thấy cái người nó đau khổ hơn chúng ta thì chúng ta không có chịu nổi. Do đó là con người ai thấy nó nói vậy, khi mà chúng ta đầy đủ vật chất quá thì chúng ta phải suy nghĩ coi mình có ích gì cho xã hội, mình làm được gì trước khi mình nhắm mắt. Không, cái điều đó đó nó thắc mắc ghê lắm. Bởi vì quý vị thấy không, chúng ta không sống không phải vì chúng ta đầy đủ về vật chất là thôi đâu, không phải. Hàng đêm chúng ta vẫn thắc mắc, đặt câu hỏi coi mai mốt mình về Việt Nam thì cái Việt Nam mình nó sẽ như thế nào, mình còn Việt Nam để về không, hay là người dân chúng ta, gia đình, dòng họ, người thân của chúng ta ở bên đó, hiện thời bây giờ họ bị cướp đất, cướp nhà, cướp không còn chỗ ở. Cái ngày Tết mà không có nhà ở thì chúng ta nghĩ sao? Không lý mình đầy đủ bên này rồi mình quên đi à? Thấy không? Cái đó là con người đó quý vị. Cái đó đó mình không thể loại nó ra khỏi cái đầu của mình được đâu, không có loại ra được. Mà chúng ta luôn luôn thao thức nghĩ về đó. Thí dụ như mình nói tôi có tiền để mai mốt tôi về Việt Nam tôi chơi. Về bên đó đồ ăn, đồ rẻ, đồ này nọ, đi chơi cho nó thỏa mãn, ăn những cái món ăn mà ở bên này tôi không được ăn. Không phải đâu quý vị ơi. Mai mốt quý vị về bên đó, quý vị có thể về, quý vị nhìn thấy những cái cảnh đó mà quý vị sung sướng được sao? Không. Thấy không? Mà còn cái đất nước để mà các để mà mình về, để mà mình vui chơi, mình sung sướng như thế được hay không? Không. Đó. Thành ra chúng ta phải luôn luôn hỏi rằng chúng ta ở trên đời này không phải đầy đủ về vật chất là có ý nghĩa đâu. Cái ý nghĩa của cái cuộc đời đó là chúng ta, khi mà chúng ta đã được may mắn hơn người khác thì chúng ta phải nghĩ tới những cái người mà họ ít có cơ hội hơn, họ ít có may mắn hơn, họ không được như chúng ta. Cái đó mới là cái nhân bản đó quý vị. Chứ không phải mình nói là mình đầy đủ rồi, mình không cần ai khác hết, mình chỉ lo cho gia đình mình thôi. Mà tôi thấy người Việt Nam ở đây lâm vào cái tình trạng đó. Nó vô, gọi là ở bên kia thì họ dùng cái từ là vô cảm, nhưng mà tôi nói ở đây quá lạnh lùng, thờ ơ. Lạnh lùng trước những cái đau khổ của người khác. Tại sao mình không nghĩ rằng là mai mốt mình chết mình không có mang theo được cái gì hết á. Thành ra mình làm cái gì cho người khác là nó có ý nghĩa ở chỗ đó. Mà bây giờ mình làm cho ai? Cho cái xã hội mình đang sống, cho cái xã hội Úc này nè, họ đang đóng góp để cưu mang mình, họ đang có mở rộng cái vòng tay cưu mang mình, là một cho quê hương của mình, cái dân tộc mình nó trường tồn, phải không ạ? Nó mới có ý nghĩa chứ. Cái đời sống nó ý nghĩa là chỗ đó đó quý vị, chứ không phải mình nghĩ là mình đầy đủ vật chất mình về mình sung sướng ấm no đủ thứ hết rồi mình quên đi mai mốt mình chết mình có mang gì được không. Cái đời người nó ngắn ngủi lắm quý vị ơi, ngày qua ngày rồi nó sẽ trôi đi, không? Tới khi mà mình nhắm mắt đó, mình sắp lìa đời, mình biết rằng mình không có mang đi được, thì mình thao thức nghĩ lại mình đã làm được cái gì, đã làm được cái gì chưa. Tôi nè, tóc đã bạc rồi, thời gian nó đi nhanh quá, tôi không ngờ được. Mà tôi nghĩ là bây giờ tôi sống ở trên đời này để làm gì vậy? Không lý để ăn xong rồi ngủ rồi xong rồi rồi chết mai mốt rồi một kiếp người đi qua đi sao? Không có ý nghĩa gì hết, không có một cái ý nghĩa gì hết trên cái cõi đời này thì làm sao? Chúng ta phải nghĩ lại cái chỗ đó. Mình sống á, không phải cái gì mà mình làm cho mình á, cái đó nó quá tầm thường quý vị ơi. Mình làm cho người khác á, cái đó nó mới là còn để lại. Chứ không phải là mình làm cho mình rồi mình chết là hết à. Ví
gì mình làm cho người khác á, mình chết đi rồi người ta vẫn nhớ. Thành ra cái thiết thực nhất là quê hương của mình. Nè, hôm nay tôi nói cho quý vị biết, dân tộc của chúng ta đó sắp bị diệt chủng rồi đó. Quý vị thấy đau đớn hôm nay đó, cái dòng sông Đồng Nai đó, một cái tàu chở cái chất độc hại gì không biết, cái tàu đó mà của tàu đó, nó chở ra sông Đồng Nai rồi nó lại chìm luôn ở trên sông Đồng Nai đó quý vị. Bây giờ thành phố Sài Gòn là uống nước nhiễm độc mà không biết, có những người không biết gì hết trơn. Đau đớn chưa? Mình biết mà mình ngồi im rơ, mình không có cái thái độ gì hết, không có một cái lời nói để mà phản ứng, để mà giúp đỡ ai hết, thì sao? Nguyên cả cái dòng sông Đồng Nai nha, cung cấp nước cho Sài Gòn đó, cho cả thành phố Sài Gòn mà bị nhiễm độc rồi. Rồi sao? Quý vị thấy thì sao? Tôi nói nè, hiện thời bây giờ đó, cái đất ở chỗ mà cái vườn rau Lộc Hưng đó, mà quý vị biết không, một số người đó là rất là kém may mắn, là thương phế binh đó. Thương phế binh đó, người ta người cột chân, người cột tay, không, người ta về người ta nghèo lắm, ta tá chút qua đó trồng rau đồ đó, đi buôn bán hàng ngày vậy để sinh sống. Bây giờ nó vô nó cướp đất của người ta, rồi Tết này nè không còn cái nhà để mà ở nữa. Người ta rên xiết, người ta kêu than. Mình ở đây thì cứ là những cái hội đoàn nó dắt díu nhau, rồi nó góp tiền rồi không biết đi tới đâu. Thành ra chúng ta phải có một cái suy nghĩ nào đó giúp cho cái người bị nạn đó, đó những cái người mà kém may mắn đó, thiết thực, một cách thiết thực. Tội lắm quý vị ơi, Tết đã đến nơi rồi, mình ở đây sung sướng ăn uống rồi đầy đủ này đầy nọ, rồi mình quên những người đó hay sao? Có những người thương phế binh, tôi nói cho quý vị biết, có những người thương phế binh đó già rồi, gần đất xa trời rồi mà cũng không yên được yên ổn. Quý vị biết không, trong cái đám đổ nát mà nó đập ra đó, những cái chân tay giả, những cái cây nạn đó, quý vị nhìn thấy nó làm sao? Đau đớn lắm. Mình ở đây mình sung sướng, mình cứ mình nghĩ cho mình không, à mình không thương, không nhớ gì về những cái sự đau khổ của người khác. Nước chúng ta đã mất rồi. Tôi nói cho quý vị biết, tất cả đội trong cái bộ chính trị mà nó cai trị đất nước hiện thời, nó đang cai trị bên Việt Nam là toàn người Tàu không đó. Anh Phúc anh nói rồi, anh là người Việt, anh không phải là người Tàu của họ, anh đã xác nhận rồi. Sợ nói người Tàu, người Tàu mấy mấy chị tôi tụt 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 quá luôn. Ông sợ nói ông người Tàu ấy là người quá Tàu. Trời ơi, chiếc Tàu quá rồi, đúng. Chơi, đùa, sao không cho tôi nói vậy? Nói tùn á. Tàu nát, nó chống tàu. Tôi năm nay tôi không có mua gì ăn Tết á. Em trước kịp nói nghe, mình không phải người Tàu người Việt, hay là bạn bè tôi người Tàu rất nhiều. Cái quan trọng là từ xưa giờ đó, thế giới này nhờ Úc này, người ta ông Lô Sơn đang viết chuyện á, người Tàu xưa rất là tốt, cái mảnh gì chỉ có Tàu cộng mới có vấn đề thôi, chứ mình không phân biệt Tàu hay Việt gì đó. Cái vấn đề mà con người đối xử với nhau tốt hay xấu, giờ tôi là người Việt mà nói Việt cộng tôi đâu có ưa nó, mà người Tàu vẫn tốt, tôi vẫn là bạn, mình không phân biệt người gì, nhưng mà phân biệt con người như thế nào. Cho nên mình phải nói rõ, nếu mình muốn nói Tàu cộng hoặc Việt cộng, nói rõ thế. Thành ra đừng có nói chung chung. Cái quan trọng ngày xưa đi, ngày xưa ông bà mình dạy giống nhau nè, tứ hải giao huynh đệ, tất cả bốn phương là bạn mà, thấy không? Bây giờ hàng xóm nhiều mới là kẻ thù mình nữa là sao? Thì không bằng không được. Chính trong gia đình mình bây giờ đó, nó cũng hại mình nữa, thấy không? Thành ra vấn đề không phải là người Tàu, người Việt hoặc người Úc hay người Anh, phải ai tốt thì mình cho.
xấu mình phải nói cho nhau biết đó. Thì kể từ ngày mà cha Hồ Chí Minh vô nó phá nát nước mình hết đó, bởi vậy cho nên bây giờ không phải là diệt Việt Cộng mà diệt thằng Tàu Cộng nữa. Mà khi thằng Tàu Cộng mà nó bị diệt xuống á thì tất cả những người dân gốc qua bên trong đại lục nó tốt, bây giờ nó tắt người ta bóc lột quá đi mà không có ăn á, mà mấy lớn nó gom hết nó đi gửi nước ngoài nó đầu tư, vậy thấy bất công quá. Diệt thì xử đĩa vinh quang của anh đại lục địa coi, những người Trung Quốc á khổ lắm, khổ hơn mình đây nữa đó, thấy không? Không khí ô nhiễm mà cực không có ăn thì làm sao nó. Thành ra mình không phân biệt người như thế nào, như vậy nói rõ ra việc những cái tội gian ác. Em xin lỗi, em nói dẫn đây bốc quá nó chỉ bạn tôi tất cả là người qua nhiều lắm. Không phải mình nói, mình nói đây á là mình chống lại cái sự ác, cái ác, thấy không quý vị? Thấy coi ngày xưa đó, ngày xưa đó đất nước mình yên bình lắm quý vị, mà kể từ cái ngày mà cái cộng sản á, bây giờ Hương nói thẳng ra luôn, cái cộng sản là nó vô đó, thì quý vị thấy như sao? Người dân đó sống toàn là bằng bạo lực và giả dối, phải không? Người này đạp lên người kia tranh lớn với người nọ, rồi đó là đạp chà đạp với nhau để mà thu gom về cho mình, có đúng không ạ? Ngày xưa không có, ngày xưa người ta chia sẻ với nhau, sao bây giờ lại sống với nhau mà một cách mà tàn nhẫn, một cách mà tàn bạo như vậy? Người ta đang ở, người ta nói quý vị thấy không, ta nói là phá nhà phá gia can người ta là cái tội tài trời luôn đó, mà bây giờ tự dưng nhà người ta đang ở êm ấm nó lại nó dùng cái xe nó cào lên à quý vị? Cạp lên hết, nó dùng cái xe cạp, nó cạp hết trơn. Dạ, rất là tội nghiệp. Không biết nói làm sao nữa quý vị ơi. Tôi nói thiệt á, năm nay Tết tôi không có mua gì hết, không ăn Tết, thê thảm lắm á. Rất là tội nghiệp, không biết nói làm sao. Nhiều khi tôi nói tới đó tôi nghẹn lời luôn, không biết nói làm sao cái gì. Mà chúng ta dững chân trước cái ác, chúng ta không có một cái lời nói hoặc một cái hành động gì để chống lại cái ác hết, thì làm sao? Nó diệt mình. Rất là thảm thương, có phải không ạ? Thành ra chúng ta là đồng loại, chúng ta là con người, chúng ta có những cái đồng cảm, xúc cảm, chứ không phải là gỗ đá, phải không? Thành ra mình thấy như vậy, những cái sự bất công, những cái sự tàn bạo, những cái sự giả dối như vậy mà mình chịu được, không chịu được. Tôi nói quý vị nha, ha. Bây giờ mình quay lại cái nguồn lịch sử của mình một chút nha. Quý vị nghe tôi nói, nghe nói để hiểu được cái người Việt Nam như thế nào. Chúng ta đó, ngày xưa đó, chúng ta sống với nhau đó rất là tương trợ trong một cái làng xóm. Một người mà nghe một người khác đau là người ta chạy tới, người ta giúp đỡ, người ta săn sóc, có những người biết thuốc thì mang thuốc tới, có những người thiếu thực phẩm thì tự động người ta mang tới, người ta cho, tương trợ với nhau. Người Việt Nam bất cứ ngày xưa chính những cái người Hoa mà người ta chạy trốn những cái thế lực mà tàn bạo ở bên Tàu, họ chạy qua Việt Nam cũng được người Việt Nam nâng đỡ, cũng giúp đỡ luôn, rồi họ thành người Việt luôn. Họ thành người Việt luôn. Quý vị có biết cái Hà Tiên không? Hà Tiên ngày xưa là của Mặc Cửu đó. Ha? Mặc Cửu là ông Mặc Cửu là người từ bên Tàu qua đó. Nhưng mà qua bên đây được người Việt Nam hỗ trợ đùm bọc, rồi họ cảm thương người Việt Nam, họ ở lại luôn, thành người Việt Nam luôn. Rất là nhiều người. Quý vị xuống miền Tây, quý vị coi cái chỗ mà gọi là Bạc Liêu, rất là nhiều người Hoa. Nhưng mà những người đó bây giờ mình gọi là người Việt mà gốc Hoa đó. Thành ra mình thương nhau, tương trợ với nhau, giúp đỡ nhau để sống chứ, chia sẻ với nhau.
trời cho cái nguồn sống lúa gạo cơm rồi. Mình có mình ăn dư để làm gì, chia sẻ với nhau cùng sống, phải không? Cái này muốn trước đoạt của người ta, thành ra nó rất là bất công, rất là vô lý và rất là tàn bạo. Tôi cái tánh tôi đó là không có thích cái sự mà cái bằng bất công, không có thích bất công, mà mình vì cái tình thương chia sẻ với nhau, nâng đỡ với nhau những cái lúc hoạn nạn để mà vượt qua, để mà sống. Chứ con người ai cũng có một cái đời sống hết đó. Ai cũng muốn mình sống cho nó tử tế không? Đâu có ai muốn mình phải tha phương cầu thực mà bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, cha mẹ để đi sống ly hương đâu. Mà nó không cho, nó đuổi mình đi. Để quý vị biết không, cái cộng sản đó, cái nhà cầm quyền cai trị cộng sản hiện thời, nó muốn đuổi cái người, chính cái người mình đi ra ngoài để làm chi vậy? Ra ngoài làm lụng rồi còn số người thân ở trong nước á, phải làm đây nè, nay lưng làm rồi gửi tiền về cho nó. Bởi vì gửi cái tiền đó về đó là nó nắm hết rồi, nó đổi ra mấy cái tiền ma đó, chứ có được xài cái tiền đô la, những cái tiền có giá trị đâu quý vị. Đó là cái nguồn á, cái nguồn lợi tức ở bên ngoài gửi về cho nó. Nó đuổi mình đi ra ngoài đặng mình làm, đặng mình gửi về. Xuất khẩu lao động hay là cho đi ra làm cái gì đó ở nước ngoài là cái mục đích đó, đó. Cho người ra ngoài rồi cái người đi ra ngoài đó mới nhớ thương gia đình mình hay là anh em gì của mình, phải gửi tiền về. Gửi tiền về tức như là đưa vô túi nó chứ còn gì. Có phải là nó tàn ác không? Thành ra ra ngoài nước ngoài nhiều khi không có đủ cái điều kiện, không có đủ tài năng, không có đủ năng lực để mà đi tham gia vô trong cái lực lượng mà lao động của người ta, thì sanh ra chuyện gì quý vị? Ăn cắp, làm những cái chuyện mà xấu xa đó, phải không? Rồi làm ăn tiếng cả cho một cái thể diện của quốc gia, rồi làm xấu hổ. Quý vị thấy trước năm 75 á, nước mình có ông vậy không? Ai mà những người lớn tuổi này sống ở trong Việt Nam mà trước năm 75 có ai thấy như vậy không? Không có. Không có ra nước ngoài mà làm những cái chuyện tồi tệ như vậy. Ngày xưa đó, quý vị biết đó, là nước mình văn minh lắm không? Một cái dân tộc rất là văn minh đó. Quý vị nè, để bữa nay Hương có thì giờ Hương nói thêm chút về cái trống đồng nha. Cái trống đồng đó, quý vị đi về Việt Nam thấy thường thường đó, mấy cái cô mà ở trên máy bay đó, mấy cái cô tiếp viên đó, mặc cái áo dài có cái trống đồng không? Mà quý vị biết không, bây giờ đó, ở cái nền văn minh hiện đại của chúng ta đó, khai thác mỏ đó, quý vị biết những cái chất mà tạo nên những cái trống hay là nồi niêu đồ mình có là tất cả đều lấy từ lòng đất lên, phải không? Quặng mỏ lấy lên. Thì ngày xưa cả ngàn năm trước, dân tộc của chúng ta đã biết lấy cái quặng mỏ đó lên rồi, rồi á lấy lên rồi á luyện kim để lấy cái tinh chất của nó là đồng hoặc là quặng sắt hay là thau gì đó lấy ra rồi mới nấu lên cho nó chảy ra rồi mới đúc thành cái trống. Mà khi đúc thành cái trống phải đúc làm sao để cho nó cái tiếng, nó có cái tiếng vang lên nữa, chứ không phải đúc không rồi đánh nó kêu sao. Phải đúc như thế nào đó, trong cái kỹ thuật như thế nào đó, dạ. Thành ra nó mới ra cái tiếng chứ, nó mới vang lên chứ, ha. Rồi khi đúc xong á, còn á điêu khắc lên trên đó cái ý nghĩa của cái đời sống, cái sinh hoạt của dân tộc ở trên đó. Mà quý vị biết không, trên cái trống đồng đó, ở cái tâm điểm á, cái tâm điểm của cái trống đó là cái chữ đức tức là sao? Ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta ngày xưa đó, là luôn luôn lấy cái đạo đức làm hàng đầu. Đạo đức làm hàng đầu đó quý vị, chứ không phải giống như bây giờ, thấy không? Trong tất cả những cái sinh hoạt của con người, trong cái dòng dõi người Việt của chúng ta đó, là lấy cái đạo đức làm hàng đầu. Không dối trá, không lừa lọc, phải đối xử thương nhau, phải chia sẻ, phải đùm bọc với nhau. Người nói, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà, phải không?
hiểu điều vũ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Những cái câu đó là nó có từ ngàn xưa truyền lại mà chúng ta quên hết rồi, thấy không? Không biết gì hết. Dạ, rồi cái trống đó đó, khi mà đúc xong thành cái trống rồi đó, lớn lắm quý vị, không phải là nhỏ đâu nha. Còn gặt dẻ trên đó nữa, những cái sinh hoạt hàng ngày của ông cha mình, người giả gạo, những cái con chim đó, có con chim Việt đó, những cái đàn chim Việt. Bởi vậy người ta hay nói là chúng ta là những đàn chim chim Việt, gọi là con chim Việt đó. Thì á, trong cái đó có những cái mô tả lại cái đời sống của người dân bình thường trong cái cuộc sống, người giả gạo, người waiter, người coi nhà canh cửa, đây hết em. Trên cái trống đồng cả ngàn ngàn năm trước đã có như vậy rồi đó. Còn cắt ở trên nữa đó nữa, em thấy nó văn minh đến bậc nào không? Mà bây giờ đó, những cái nhà khảo cổ người ta mới đào dưới đất lên hàng ngàn năm trước, người ta thấy cái trống đó thì mới dùng những cái bằng những cái phương tiện khoa học hiện đại, bây giờ người ta biết ra cái đó là của dòng giống Lạc Việt. Em thấy hay chưa? Ngày xưa đó mình có như vậy rồi, nhưng mà tại sao cho tới giờ nó tàn mạc như vậy? Là tại vì cái văn hóa của cộng sản, nhất là ở bên Tàu, nó đã đè mình, nó đã cướp đất mình, nó đẩy mình từ sông Dương Tử, nó mà đẩy xuống riết ở phía Nam này, còn có một chút xíu đất đó thôi. Nhưng mà ông bà chúng ta khôn lắm nha, rất là thông minh, giữ lại cái miền mảnh đất hình chữ S đó, là vô cùng là tốt đẹp và thuận lợi. Quý vị biết tại sao nó thuận lợi? Đây nè, để Hương nói cho nghe nha. Hình thể địa lý của Việt Nam là nhất thế giới. Do đó tất cả các cường quốc bây giờ nó ngắm nghía vô đó, nó muốn chiếm cái chỗ đất nước của mình. Quý vị biết sao không? Để Hương nói cho nghe. Đây nè, chúng ta có cái cảng Cam Ranh là hạng nhất thế giới. Cảng Cam Ranh của mình đó, chiến hạm vô đậu trong đó được, tránh gió bão này này được, cảng nước sâu rất là nổi tiếng thế giới. Trong tất cả những cái cuộc chiến tranh đó đó, là từ trước đến nay là những cái quân mà đồng minh hay là những cái giặc gì đó, nó vô nó trú ở trong cái cảng Cam Ranh đó đó. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bắt đầu từ cái thế kỷ 20, chúng ta phát hiện ra là chúng ta có một cái nguồn lợi tức vô cùng lớn, cái nguồn tài nguyên vô cùng lớn. Là cái gì quý vị biết không? Ở đây có ai biết được cái gì không? Tôi nói cái tài nguyên đó có ai biết không? Có ai biết không? Thử coi có ai biết, nói cho Hương nghe coi. À, chị Châu rất là hay. Cái mỏ dầu và khí đốt đó đó, ở thềm lục địa của Việt Nam nha, nó lớn bằng 72 lần cái của Kuwait. Mà cái Kuwait đâu quý vị thấy không? Từ hồi xưa tới giờ Kuwait nó bán dầu cho thế giới xài, nó có dứt chưa? Mà của mình nó lớn hơn 72 lần. Thành ra thằng Tàu đó, nó thấy như vậy nó nhảy vô nó muốn chiếm. Hơn nữa đó, ông cha mình đó, tuy rằng bị đuổi, bị lấn chiếm á, chạy về ở cái vùng đất mà chữ S đó, là quý vị đã chọn cho con cháu một cái địa thế vô cùng tiện lợi. Là quý vị biết cái gì không? Cái địa thế của Việt Nam là gì? Ở đây có ai biết không? Mình có học đó, suy nghĩ đó, mình phải nhớ, phải biết địa lý của mình thì mình yêu thương đất nước mình mới biết tại sao mà có những cái cuộc mà xâm lấn như vậy. Quý vị biết như vậy không? Đây, cái nước Việt Nam của mình đó, nó có một cái bờ biển phía ngoài, phía đông, từ trên xuống dưới là biển hết. Thành ra buôn bán rất là tiện lợi, phải không? Tàu bè bến cảng rồi đó, mình muốn giao dịch với bên ngoài là mình có cái đường biển, có phải không? Trường Sa. À, đậu đó. Rồi á, mình lại có hai cái quần đảo chứ không phải là đảo. Cái quần đảo là những cái đảo nhỏ nhỏ nó hợp lại. À, thì á, mình có hai cái đảo nó nằm ở trong cái sự hồi xưa là chủ quyền của mình đó quý vị, là đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì đó, nó là hai cái địa điểm rất là chiến lược. Hương nói chiến lược là tại sao? Là nếu như mà ai làm chủ hai cái đảo đó, hai cái quần đảo đó, là sẽ làm chủ luôn cái đường thông thương về quốc tế. Nó
nó đi từ eo biển Alaska, quý vị về coi cái hình là bản đồ thế giới. Alaska từ cái eo biển Alaska từ ở dưới phía nam đó lên trên trước ở trên Bắc Cực luôn. Thì nó thông thương, nếu mà ai muốn đi buôn bán tàu bè từ cái châu Á, châu đi từ châu Âu hay là châu Phi gì chạy qua bên Nhật Bản hay là Đại Hàn hay là phải đi qua cái eo biển Alaska đó để thông qua cái eo biển Alaska để chạy qua Việt Nam của mình. Cái qua cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa của mình để lên phía trên đó. Thế thành ra hai cái quần đảo đó là cái địa điểm chiến lược để kiểm soát cái đường hàng hải quốc tế. Ai mà chiếm được hai cái đảo đó là cái người đó, đó sẽ làm chủ cái đường hàng hải đó, phải không? Do đó đó mà quý vị biết cha ông của chúng ta đã chọn cho con cháu một cái chỗ rất rất là đẹp và rất là thuận lợi. Chúng ta có tài nguyên phong phú, chúng ta có một cái đồng bằng sông Cửu Long chảy ra. Chúng ta là dựa lúa cung cấp. Ngày xưa là bán ra, xuất khẩu ra, xuất cảng ra toàn thế giới luôn. Một đồng bằng thì nhiêu vậy, tôm cá. Chọn cho con cháu một cái chỗ ở rất là đẹp, rất là phải nói là ông bà chúng ta rất thông minh, rất tài giỏi mới giữ được cái chỗ đó cho chúng ta cho tới ngày nay đó. Chứ không là bị chiếm lâu rồi. Tại sao tôi nói bị chiếm lâu rồi? Là quý vị biết không? Để tôi nói cho nghe nè. Quý vị thấy hai cái đảo Hoàng Sa với Trường Sa ở thế kỷ 20 này rồi. Là thế kỷ mà đã có internet, thế kỷ đã có người đã dùng máy bay đi tới đi lui như chợ, phải không? Con người thông thương với nhau. Mà thằng tàu cộng đó nó nhảy ra nó chiếm hai cái đảo đó, nó của nó trước mặt thế giới vậy đó. Rõ ràng là ăn cướp không? Nhưng mà quý vị thấy như vậy để suy nghĩ về xưa. Ngày xưa đó, ông bà chúng ta đó ở đâu là ở đó. Quốc gia không có thông thương được như ngày nay. Mà thằng tàu nó dữ dội như vậy đó, nó là cái quân mà cái bằng đó là du mục, nó ăn bánh bao, nó ăn lúa mì, nó không có ăn gạo như chúng ta đó. Rồi đó nó bắt đầu á, nó đi xâm chiếm, tại vì nó đi ngựa mà, nó cũng như thảo khấu vậy đó, ở thảo nguyên vậy đó, nó đi ngựa xong rồi nó mạnh thì nó vô nó chiếm những cái dân mà làm cái bằng định canh định cư, trồng lúa nước, tức là những cái người đó có văn minh, những cái người đó là người ta hiền hòa, người ta có tổ chức, là dân lạc biệt của mình đó. Biết không? Họ đẩy quay cho chạy tới cái mảnh đất mà giờ còn chút xíu đó mình thấy hình chưa hết. Mà ông bà chúng ta đó, thằng tàu nó dữ dội, nó đi tới đâu là nó cướp, nó nói của nó hết á. Rõ ràng là hai cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là của mình, phải không? Mà giờ nó cướp, nó của nó mà trước thế giới văn minh vậy đó. Thì quý vị nghĩ lại coi hồi xưa nó cướp của mình, ai can thiệp cho mình vậy, phải không? Mà bây giờ ông bà chúng ta đã cố gắng hàng ngàn hơn 4.000 năm trước là giữ được 4.000, hơn 4.000 năm là có lịch sử nha, chứ còn xuất phát còn dài hơn nữa đó, mà cố gắng giữ được cho con cháu cái miếng đất nhỏ xíu đó đó, để cho chúng ta bây giờ có cái chỗ ở nương tựa như vậy. Mà bây giờ nó muốn chiếm luôn nữa quý vị, thì chúng ta ở đâu? Rồi nó đồng quá hết như vậy, chúng ta ở đâu? Tôi không nói những cái người Hoa mà di cư qua đây, tôi nói những cái người mà ác. Tôi nói hai cái tỉnh mà Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam, cái đảo Hải Nam mà thòng xuống là của mình ngày xưa luôn đó. Nó lấy, mà nó lấy một cách nghĩa là nó lấy xong rồi nó diệt hết những cái tài liệu lịch sử của mình đi, để nó đưa cái mới, rồi nó đưa cái chữ của nó, cái phong tục của nó vô, nó đồng quá mình ngàn năm trước, nhưng mà mình vẫn giữ được cái tiếng nói mình nó không hiểu, cái tiếng nói của người Việt mình nó không có hiểu đâu, quý vị biết không? Thành ra bây giờ trong cái âm mưu mà nó thôn tính mình đó, là nó thôn tính, là nó triệt tiêu luôn cái chữ viết luôn, triệt tiêu luôn tiếng nói luôn. Để làm chi? Nè quý vị thử hỏi nè, bây giờ tôi nói về cái vấn đề mà nó triệt tiêu cái ngôn ngữ mình cho quý vị nghe nha, cái âm mưu của nó như thế này nè. Nè nghe em nói nè, cái này mới là quan trọng lắm nè, quý vị biết. Là năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi ở Sài Gòn,
chúng tôi biết. Chúng tôi sinh hoạt ở đó mà sống ở đó mà thành ra biết. Chúng ta có một nhà học giả rất là uyên bác quý vị, một danh nhân, một nhà học giả nổi tiếng của Việt Nam. Ông nói được 16 thứ tiếng, quý vị biết không? Nói được 16 thứ tiếng, viết được rất là nhiều bản thảo luận, văn chương, những cái án rất là hay mà chính người Pháp họ tới họ đô hộ mình, họ phải nể, họ phải khâm phục đến độ họ dựng một cái tượng á, một cái tượng bằng đá đá hoa cương á, đá hoa cương mà họ nể đến độ mà họ dựng cái tượng của ông ở trước nhà thờ Đức Bà đó, ngang qua nhà thờ Đức Bà trước cái dinh độc lập của mình đó, đó. Mà quý vị biết không, cộng sản nó vô đó, nó chiếm miền Nam rồi. Tối hôm đó nó đem cái xe mà xe thùng đó, nó lại đập luôn cái tượng đó, đem đi đâu mất tiêu. Đập nát luôn, đem đi đâu mất tiêu, bây giờ không còn cái tượng Beatrice Trương Vĩnh Ký nữa. Quý vị biết cái ông đó là nổi tiếng của người Việt Nam đó quý vị. Nổi tiếng, tại vì là một thiên tài luôn đó. Ông nói 15 thứ, 16 thứ tiếng mà, viết ra những cái bài, nghĩa là bằng rất nhiều thứ tiếng tham khảo những bài thảo luận, những bài về văn hóa dân tộc rất là, mà người Pháp người ta nể lắm, người ta mới dựng cái tượng đó mà nó đem đi đâu mất tiêu quý vị. Thì sao mình thấy cái âm vua của nó là diệt dân mình về văn hóa. Bây giờ có những người Việt mà đi ra ngoài bên Mỹ rồi đó, họ cố gắng họ dựng lại cái tượng bên Trích Ký này đó, nhưng mà không có đẹp. Tôi nhìn thấy rồi, không có đẹp như cái tượng ngày xưa. Cái tượng ngày xưa nhìn nó thông thái, nó mà có vẻ là con người thông thái chững chạc lắm, của người Pháp người ta làm, người ta nể đến độ người ta làm vậy. Mà bây giờ cái tượng mới là dựng qua bên Mỹ là bây giờ người ta còn nhớ lại, người ta đem qua cái tượng mới người ta dựng lại bên Mỹ, nhưng mà không có đẹp, nhìn thấy nó không có thần, nó không có thần, nó thấy không, một cái tượng mà nó đẹp đó mình nhìn vô mình thấy cái thần của nó, cái thần sạch của nó. Còn bây giờ đem qua bên Mỹ dựng lại nhưng mà không có đẹp, tôi thấy rồi. Thì cái ông Petrovsky đó đó, quý vị biết là một danh nhân, một nhà học giả lỗi lạc của Việt Nam. Mà nó thủ tiêu, nó không cho người dân biết, nó không muốn cho thế hệ sau này biết. Đó là một cái âm mưu rất lớn mà muốn tiêu diệt dân tộc của chúng ta để đồng hóa. Quý vị biết không? Nè, tôi nói cho quý vị nghe. Cái chuyện mà ông Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại mà ông đưa cái chữ mà cải cách hồi năm ngoái, chị thấy mà xôn xao dư luận ở trong nước đó, rồi người ta phản đối đó, là quý vị biết không, cái âm mưu nó đã có từ năm 1989 rồi. Nó đã âm mưu khi mà nó có cái sách lược là có thôn tính Việt Nam, thì nó đã làm cái chuyện mà muốn triệt tiêu cái chiến biệt của mình. Nó triệt tiêu bằng cách nào, làm sao, với cái mưu đồ gì, tôi sẽ giải thích cho quý vị biết. Nó làm như vậy đó, khi mà nó dạy con cháu của chúng ta, những cái đứa trẻ mới đi học, thì khi mà nó dạy như vậy là các em đó sau này nó biết gì về những cái tài liệu, về những cái án văn, về những cái nguồn gốc của nó nữa đâu. Nó đâu có đọc được đâu, mà cha mẹ cũng không thể dạy lại cho con, bởi vì cái lớp lớn rồi, nó cắt ngang cái dòng lịch sử của mình, nó cắt ngang cái nguồn gốc của mình. Rồi người nước ngoài như mình nè, không có được học cái tiếng đó, mình về trong nước mình có biết được không? Mình có nói chuyện với lại con cháu mình sau này nữa được không? Không còn gì hết trơn á. Những cái tài liệu về văn học, những lịch sử lâu đời, những cái gì đó, sau này con cháu mình nó còn biết được không cái gì? Một cái âm mưu rất rất là thâm độc. Đừng có tưởng là vui chơi, mình về trên đó là mình thỏa mãn những cái vui chơi của mình để hưởng thụ. Mà cái đó mình không thấy những cái gì mà nó sâu xa ở phía sau đó. Quý vị, mai mốt quý vị có về, con cháu quý vị về, nó cũng không biết được cái nguồn gốc của nó ở đâu. Bởi vì sao? Bây giờ đó, trên những cái quả địa cầu đó, ở bên Pháp nó in ra rồi kìa, nó làm ra mấy cái ở bên phía Bắc á, tức là cái biên giới ở phía Bắc á, mấy cái Cao Bằng, Lạng Sơn hay là Hải Nam Quan rồi đó, nó để là của Tàu rồi. Là sao? Là nó muốn chiếm lấy cái nước của chúng ta, bởi vì chúng ta rất có những cái nguồn lợi, những cái tài nguyên, những cái địa thế rất là thuận lợi. Nó muốn chiếm lấy đặng mà trong cái mưu đồ là bành trướng ra cả thế giới,
Bởi vậy quý vị biết sao, là người Mỹ đó tuy như thế, tuy rằng là họ là người Tây phương, họ có một cái người Tây phương á, họ khác với cái người Á Châu mình là họ bọc hết ra, họ có cái gì họ bọc hết, nhưng mà họ rất thông minh, họ suy luận rất là vững chắc, thành ra họ biết được cái âm mưu của Tàu. Ngày xưa họ muốn là giúp cho người Tàu đặng mà cải thiện nên hòa nhập vô trong thế giới, làm ăn sinh sống cho nó đàng hoàng tử tế, có cái tình người thì họ giúp. Nhưng mà bây giờ bao của Tàu bây giờ quý vị biết sao không, Mỹ nó đưa ra 23 cái tội làm gián điệp ăn cắp á. Thời đại này mà nó còn như vậy đó quý vị, ăn cắp á, cái hãng Hoa Vi đó đó, nó cho người của nó qua bên Hoa Kỳ đó, len lỏi vô những cái ngành mà cái bằng nghĩa là rất là quan trọng của Mỹ, như là làm Boeing nè, NASA nè, những cái mà máy bay rồi đó, vũ khí đó nó ăn cắp. Mà quý vị biết không, tôi rất là sửng sốt. Quý vị biết nó ăn cắp sao? Cái robot đó, cái cánh tay của robot này nè, hoạt động để mà vô trong những cái hãng xưởng đồ đó, để thế con người đó, để mà làm cái robot đặng cho nó không có bị cho nó nhanh. Thứ nhất là thế cho con người thì con người không có vất vả nữa, những cái luyện kim rồi nó nóng rồi đó thì con robot nó làm ha. Thì nó sao, nó ăn cắp cái phần mềm á mà để cho cái cánh tay của con robot này hoạt động đó, rồi ăn cắp xong thì sao, bưng đem về bên Tàu. Bữa nay FBI của Mỹ nó phát giác ra, nó phát giác ra và nó thấy nó kết tội 23 cái tội. Thành ra cái bà Harvey này, cái bà mạnh dạn châu gì đó, bây giờ đó là không có thoát được 23 cái tội đó, và khi mà được dẫn độ về bên Mỹ là ở tù lục sư theo luật pháp của Mỹ. Quý vị thấy gì? Thời đại này đó mà nó còn làm những cái chuyện đó đó thì quý vị thấy ngày xưa đó nó ăn cắp của nước Việt Nam chúng ta làm sao nữa, phải không? Nó ăn cắp rồi nó nói của nó làm xong rồi nó nói của nó hết à. Ngay cái thế kỷ 21 này nè, cái thông tin mà của giữa con người nhau nó chỉ trong tích tắc thôi quý vị, mà nó còn dám làm những cái chuyện đó thì quý vị hỏi coi ngày xưa ông cha chúng ta đó mà nó lấn lướt á, nó đi ăn cắp rồi nó nói của nó đó, nó đàn áp người làm việc của chúng ta để mà nó chiếm đất, chiếm những cái lợi thế đó, thì quý vị nghĩ coi nó còn tàn bạo hơn nữa không? Nhưng vậy mà ông cha chúng ta đã hết sức là thông minh để mà giữ vững, gìn giữ lại cho con cháu cái mảnh đất hình chữ S đó, để cho chúng ta sống cho tới giờ này. Chúng ta phải nhớ ơn những cái người tiền nhân đó, nhớ ơn tổ tiên của chúng ta, cái công lao đó đó, cái công lao mà giữ nước cho con cháu đó. Bây giờ chúng ta nỡ đành lòng mà làm ngơ sao, để cho nó mất à? Thành ra những cái người mà có ý thức một chút, những cái người mà có hiểu biết một chút, đã có nhìn thấy được cái địa lý, đã có nhìn biết được lịch sử, đã có thấy những cái sự kiện xảy ra như vậy, rất là thao thức, không có thể chịu nổi được, không thể chịu nổi đó. Ông cha chúng ta đã đổ biết bao nhiêu xương máu trí thông minh để mà đối phó giữ lại cái giang sơn đó cho chúng ta, mà bây giờ chúng ta vì vui chơi gì bị lừa bịp gì, bị những cái chính sách mà cái bằng nó mà định hướng hay là nó mỹ dân gì đó mà chúng ta quên hết à, không thấy. Bây giờ nó cho công nhân của nó đó qua những cái chỗ mà đặc khu của nó đó, rồi quý vị biết sao, nó không cho người Việt mình lai giảng vô nè, rồi công nhân của nó mấy thằng Tàu đó, nó qua nó cho lấy gái Việt Nam đẻ ra toàn là con lai không đó quý vị, là đông quá đó. Năm nay tôi không có ăn Tết, tôi buồn lắm, tôi thấy những cái sự kiện đó tôi thấy đau lòng, không ăn Tết. Mình không thể vui chơi được, không thể nghĩ tới mình quá nhiều được, cái gì nó quá tới nơi rồi, nó tới nơi rồi, cái hội nghị thành đô đó quý vị biết không, nó ký kết cho người ta, nó không cho ai biết hết đó. Trong 10 điểm mà nó sáp nhập vô rồi là hợp tác toàn diện, quý vị thấy những cái
bên quân đội không, mà nó kêu qua bên đó đặng nó dạy đó, nó biểu phải thi hành giống y như quân đội của nó sai kia, và nó cho mặc đồ đó, mặc đồ mà cái bằng ở quân đội mà mặc đồ Tàu với lại Việt Nam giống y chang nhau. Thành ra làm sao được, trước thế giới Tàu với Việt Nam là một rồi, thì coi chừng đó. Khi mà Mỹ đó nha, ông Trump á, ông đã nói rồi, ông đã nói trước Liên Hiệp Quốc rồi, ông nói là cái chủ nghĩa xã hội đó đã gây cho đau khổ cho nhân loại quá nhiều rồi. Ở đâu mà có chủ nghĩa xã hội áp dụng là cái chỗ đó có đau khổ, chỗ đó là gây cho cái người dân những cái sự thiệt thòi, tham nhũng tràn lan, bành trướng bạo lực, bá quyền. Thành ra ông yêu cầu thế giới, những cái thế giới văn minh phải hợp tác lại rằng mà tiêu diệt cái chủ nghĩa xã hội cộng sản đó đi. Thì chúng ta thấy như thế nào rồi? Nó đang lấy nước mình rồi, nó đã vô nằm trong nước mình hết trơn rồi, nó đã chiếm hết rồi. Thì bây giờ sao? Mình phải có cái trí thông minh mà nhận định như vậy chứ. Bây giờ nha, năm nay nè, Mỹ nó nói rồi, nó nói là nó sẽ không để cho thằng Tàu chiếm lấy cái Biển Đông. Thì quý vị thấy sao? Hổm rày nó đưa hàng không mẫu hạm. Quý vị biết là mỗi một lần cái chiến hàng không mẫu hạm mà nó đi qua là quý vị biết bao nhiêu máy bay ở trên đó không? Một hàng không mẫu hạm không? 60-70 cái chiếc máy bay đậu trên đó đó. Mà máy bay đó là chở bom nguyên tử không nha. Nó muốn chiếm mình với Đài Loan luôn, chứ không phải là chiếm Việt Nam không, cả Đài Loan luôn nữa. Bởi vì đó, cái chính sách của nó đó đã có từ lâu rồi, nó lập ra một cái bộ gọi là đô hộ phủ. Bộ đô hộ phủ thì trong đó, đó nó sáp nhập 5 cái điểm nè. Thứ nhất nè, Tân Cương nè, Tây Tạng nè, Nội Mông nè, rồi á Đài Loan, Việt Nam. 5 cái ngôi sao trên cái cờ đó đó. Bây giờ Đài Loan với lại Việt Nam là đang có tiến trình tới gần cuối rồi đó. Bởi vì hôm nay quý vị thấy là Đài Loan đó đứng lên, người ta đứng lên, người ta mua vũ khí này nọ của Hoa Kỳ, nhờ Hoa Kỳ ủng hộ tiếp tế với người ta để mà người ta không muốn sáp nhập vô nó, người ta muốn độc lập, người ta dân người ta đứng lên tràn ra ngoài đường biểu tình, phải không? Rồi là đòi trưng cầu dân ý để mà không có sáp nhập vô Đài Loan, người ta không muốn sống chung với cộng sản. Nó đang sáp nhập Đài Loan với lại Việt Nam mình. Việt Nam mình nó nằm trong đó rồi, còn Đài Loan thì chưa được. Đài Loan là tại vì người ta từ trước tới nay người ta sống theo thể chế dân chủ, thành ra người ta biết, người ta yêu cầu Mỹ rồi giúp đỡ. Còn bây giờ đó, mình đã có người đứng ra 30 năm nay rồi là mình đã biết cái hội nghị Thành Đô đó. Khi mà có cái hội nghị Thành Đô đó vừa ký kết là cái chính phủ lưu vong của mình đã thành lập nên để mà đối phó lại với lại cái hội nghị Thành Đô đó đó. Cho tới bữa nay á, là tình hình nó biến chuyển tới nơi rồi, nó sắp đem quân vô để mà nó lấy cái nước mình rồi. Thì Mỹ đó nó không có để yên đâu quý vị ơi, nó không có để yên cho thằng Tàu lấy cái nước Việt Nam đâu. Bởi vì đó là một cái lợi thế, một cái chiến lược, một ai mà lấy được Việt Nam là lấy được hết cái vùng Đông Nam Á. Thành ra Mỹ nó không có để yên cho thằng Tàu lấy cái nước Việt Nam đâu. Thành ra khi mà đụng độ với nhau mà thằng Tàu mà nhảy qua mà lấy nước Việt Nam là có nổ ra chiến tranh liền tức khắc. Mà chiến tranh ở đâu? Không phải chiến tranh ở bên nước Tàu, chiến tranh ở tại Việt Nam. Tại vì Tàu nó đưa quân nó qua nằm bên Việt Nam hết rồi, mà nó quyết chiếm ở chỗ đó nữa. Thành ra nó sẽ chảy ra ở Việt Nam, bơm nó sẽ thả tại Việt Nam. Nói cho người dân của mình biết tội nghiệp lắm, nên nói cho người dân mình biết là chiến tranh sẽ xảy ra ở tại Việt Nam trong năm nay thôi. Thành ra mình phải nhớ lên, làm cách nào đó bằng mọi cách. Mà bây giờ cái cách mà hay nhất là đừng có biểu tình nữa. Bởi vì sao? Mình biểu tình là thằng Tàu nó đã có trong nước rồi, nó đứng lên nó bắt mình liền. Nó đâu có phải là thằng Việt Cộng bây giờ, nó là bù nhìn, là thằng Tàu hết. Nó cai trị mình trên đất nước là thằng Tàu. Mình đứng ra biểu tình là nó chộp liền.
nó đâu có để yên, nó đã không ưa những cái người mà yêu nước đứng lên để mà là mà chống đối lại cái chuyện mà nó thôn tính Đức Thần đâu. Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng là mình đứng lên mình biểu tình là mình có thể là chống lại hay là mình lấy lại nước Việt Nam, không được. Chúng ta phải dựa vô Hoa Kỳ, chúng ta phải có sách lược, chúng ta phải có cái chiến thuật nữa. Thì bây giờ mình nhờ Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nó nói là bây giờ cần người dân Việt Nam phải nói lên cái ý kiến giống như Đài Loan đi, là tôi không muốn sống với lại Cộng sản, chúng tôi muốn độc lập, chúng tôi muốn tự do, chúng tôi muốn sống một cách cuộc đời nó đúng với cái ý nghĩa của con người. Thì mình nói cho người Mỹ ta biết đi, đặng người ta giúp mình chứ. Ở bên Đài Loan người ta yêu cầu được trưng cầu dân ý để mà người ta đưa lên cái nguyện vọng của mình, phải không? Người ta càng ra được cả 100,000 người luôn để người ta xin được trưng cầu dân ý để mà nói lên cái nguyện vọng đó đặng cho người Mỹ người ta giúp. Còn bây giờ Mỹ đó, trước đây nó đã thấy là người dân Việt Nam mình cứ che giấu nuôi cộng sản để cho bây giờ nó như vậy rồi đó. Bây giờ không chịu nói lên là nó tưởng đâu là mình vẫn thích cộng sản nữa rồi. Mình vẫn là cộng sản. Thì coi chừng đó, mai mốt mà cái cộng sản ở trong nước mà hợp với Tàu đó, là nó tiêu diệt luôn ngay trên nước Việt Nam luôn. Bây giờ mình đã có cái trưng cầu dân ý rồi. Ở bên Đài Loan người ta muốn trưng cầu dân ý, người ta phải biểu tình để xin chính phủ cho trưng cầu dân ý. Mà bây giờ mình đây mình có trưng cầu dân ý rồi, đưa cho người dân để người dân nói lên cái nguyện vọng của mình, mà mọi người cứ thờ ơ, vô cảm, không có cứ sợ hãi. Làm cái gì mà phải sợ? Thằng Tàu bây giờ là nó là bây giờ đó, phải nói là nó sắp nổi loạn ở trong nước nó rồi đó quý vị. Tại vì nó hết tiền, các cái chỗ mà những cái phe phái mà chống đối với nhau, nó đang diệt với nhau. Thì bây giờ mình phải lợi dụng cái cơ hội đó, đặng mà cái cơ hội ngàn năm một thuở này, đặng mà mình đứt là mình có cái biện pháp để mình cứu lấy nước chứ. Thành ra là tôi xin quý vị, chúng ta phải ý thức một chút và chúng ta phải có cái hệ thống trưng cầu dân ý sẵn rồi. Chúng ta nên về nhà nói với bà con, anh em, họ hàng, nhất là người trong nước, nhất là tại Sài Gòn, nói cho họ biết để mà họ chỉ cần điền vô cái phiếu trưng cầu dân ý. Quý vị đâu có bầu ai đâu, quý vị sợ bầu ai đó rồi lên để giành đoạt hả? Quý vị cứ nghĩ đến cái chuyện giành đoạt không à, quý vị không chịu nghĩ tới cái quê hương bị mất. Đâu có ai sống cả ngàn năm đâu mà ở đó giành đoạt, phải không? Mà nước mất đây là không lo. Ai tới 6/60 tuổi rồi thì ngày mai không biết sẽ ra sao, không biết chết ngày nào. Thành ra người ta đã hết sức là có cái người mà ái quốc, cái người mà thương nước thương nòi, người ta đứng lên người ta cứu nước, người ta đưa ra những cái biện pháp cho mình quá thuận tiện, mà mình không chịu làm để cứu nước thì sao? Tối ngày cứ ở đó để tranh giành quyền lực, tranh giành cái địa vị, tranh giành những cái quyền lợi để mà hưởng thụ thôi. Thì quý vị là ai vậy? Tôi yêu cầu quý vị ở đây, chúng ta khi mà chưa được hiểu hết thì chúng ta có thể là chúng ta không biết. Nhưng mà có khi chúng ta đã biết rồi và hiểu rồi thì chúng ta đừng có nên mà cái bằng nó lạnh lùng mà vô cảm như thế đó. Chúng ta phải thấy được chứ. Ngày mai quý vị nói quý vị về Việt Nam, quý vị còn về Việt Nam hay quý vị về chỗ Tàu, quý vị về cái quận Giao Chỉ? Chúng ta phải có hành động chứ. Cha ông chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu xương máu, biết bao nhiêu tài trí thông minh ra để giữ cho con cháu còn không biết đất đó rồi. Bây giờ quý vị vẫn còn vô cảm đó. Đàn ông thì là tối ngày nhậu nhẹt, còn phụ nữ thì tối ngày chỉ xe xưa chân diện rồi đi ra nước ngoài làm những cái chuyện mà ô nhục đó. Thấy không? Dạ thì sao vậy? Bây giờ chúng ta phải cần về nói cho gia đình, nói cho họ hàng bà con biết là nước của chúng ta đã mất rồi đó. Mất rồi. Tội nghiệp lắm. Mất rồi. Nói cho bà con biết đây nè, có cái phao đây nè, để cứu
để cứu cho người dân trong nước, cứu cho cả quê hương. Ta chỉ có cần điền vô vài chữ thôi để tỏ cái rõ cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình cho người Mỹ người ta biết chứ. Từ nào giờ người Mỹ họ vô mà đánh, họ cứ thấy đánh bao nhiêu rồi ở bên họ cứ chết, người quân nhân Mỹ cứ chết thôi, mà người dân Việt Nam cứ theo cộng sản, nuôi ấp cộng sản. À, bây giờ không nói lên cái tiếng nói là làm sao người Mỹ người ta dám tin mình, làm sao nó dám giúp mình? Mình phải nói lên chứ. Bây giờ tôi đã sống quá nhiều 44 năm nay rồi, tôi thấy cộng sản nó làm sao rồi, tôi phải nói lên chứ. Thành ra chúng ta có một cái hệ thống trưng cầu dân ý mà rất an toàn, rất an toàn. Mình chỉ cần 5 phút thôi điền vô để cho mình có cái thứ nhất là mình thi hành được cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ quê hương. Thứ hai nữa là cũng là cái lợi cho mình chứ. Mình chứng nhận mình là cái người tự do, mình là cái người có chính nghĩa, mình không cộng sản. Mai sau này nếu như đất nước chúng ta khôi phục thì mình hãnh diện lắm chứ. Mình cũng đã góp phần vô đó rồi, không? Mình góp phần vô đó, mình hãnh diện là mình đã chung một tay cứu nước rồi á, mình cũng được hưởng những cái quyền lợi mà sau này cái chính thể tự do đó nó mang tới chứ, không? Thành ra tôi yêu cầu quý vị là chúng ta nên bắt đầu chú ý và làm những cái gì có thể làm được trong cái khả năng của mình rất dễ dàng để chúng ta cứu nước. Bây giờ thôi thì em ba, em giúp cho chị Hương, em lên đây em nói cái cách mà trưng cầu dân ý như thế nào, còn bao nhiêu người cũng được hết đó. Ráng nghe một chút, ráng nghe một chút. Rồi, ráng nghe một chút để chúng ta đừng có vô cảm nữa quý vị ơi. Dạ, ba xin chào tất cả bà con cô bác tham gia ở đây. Thì hôm nay ba lại chỗ chị Hương sinh hoạt hội cao niên. Thì chị nãy giờ những gì mà chị Hương nói về hoàn cảnh tình hình đất nước á, thì chắc là cô bác và anh chị em cũng nghe hết rồi. Thì ba thì bây giờ giải thích thêm về trưng cầu dân ý. Thì như chị Hương đã nói là chúng ta có cái hệ thống trưng cầu dân ý rất là tối tân hiện đại, mà chỉ có nước Việt Nam chúng ta hiện bây giờ mới có. Bên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chụp đi lấy cái máy của mình, nó chụp cái này thì về. Ba mong rằng tất cả bà con cô bác và anh chị em ở đây và có thể ở trên khắp nơi trên thế giới, nếu mà nghe được những tiếng là kêu gọi của chị Hương hay là Pha, thì chẳng qua Pha và chị Hương cũng là những người có tấm lòng thương quê hương đất nước, thì chỉ muốn đóng góp một bàn tay để mà kêu gọi đồng bào khắp nơi trên toàn thế giới để mà ủng hộ tổng thống Đào Minh Quân của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tâm Việt Nam Cộng Hòa. Thì Pha mong rằng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi nước, ở trong nước Úc hay là ở bất cứ nơi nào và trong nội địa, thì chúng ta bây giờ tình hình đất nước rất là lâm nguy. Thì Pha và chị Hương và tổng thống Đào Minh Quân cũng có tấm lòng, cũng muốn cứu lấy đất nước Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái tay Trung Cộng. Thì chỉ còn một năm nữa thôi, thì trước cái hội nghị thành đô, thành ra và tha thiết kêu gọi tất cả bà con cô bác, đồng bào, anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, chúng ta hãy đoàn kết lại để mà cứu lấy đất nước, để bảo tồn cái văn hóa, cái truyền thống và cái dân tộc Việt Nam và tổ tiên của chúng ta đã gây dựng hơn 4.000 năm. Thì chúng ta chỉ cần mà lá phiếu trưng cầu dân ý là để ủng hộ tổng thống, thì tổng thống sẽ đại diện cho toàn dân Việt Nam chúng ta để nói chuyện cùng Liên Hợp Quốc, cùng chính phủ Mỹ để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, đòi lại chủ quyền đất nước mà Cộng sản Việt Nam đã vi phạm từ khi mà cướp miền Nam năm 1975. Chỉ cần toàn thể đồng bào anh chị em khắp nơi cũng là người Việt Nam, thì chỉ cần mỗi người từ 18 tuổi trở lên, mỗi người mà HRV, trưng cầu dân ý viết tắt, rồi cái đường link thứ hai là www trưng cầu dân ý info
Và cái thứ ba là www.trưngcầudânny.world. Rồi cái thứ tư là www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com. Còn cái thứ năm là www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcaudanny.com. Thì tất cả năm cái đường link này dẫn vào một cái hệ thống trưng cầu dân ý, là tại vì bên chính phủ làm như vậy để cho nếu thí dụ chúng ta vào cái đường link thứ nhất không vô được, tại vì có thể là có nhiều người sẽ bỏ phiếu cùng một lúc, thì mình đi tìm cái đường link thứ hai, nếu có thì cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Thì toàn bộ nó về cái hệ thống trung ương bên chính phủ Đại Nam Việt Nam Cộng Hòa mà do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Thì như tất cả chúng ta điền, thì trong đó có khi mà bấm tìm cái mẫu đơn thì ở trong đó nó có những cái hoa thị màu đỏ, thì cái đó chúng ta bắt buộc phải điền. Còn những cái ô trống kia đó, nếu mà chúng ta có đầy đủ thông tin thì điền vào, còn nếu không có nhưng mà những cái chấm hoa thị màu đỏ thì chúng ta cần phải điền. Thì chúng ta điền xong, chúng ta ở dưới thì cũng có cái khuôn là có ba cái ô tròn tròn ở dưới, là một cái là ủng hộ Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta bấm, nếu mà chúng ta ủng hộ thì chúng ta bấm có, còn nếu không có ủng hộ thì bấm không. Tại vì trưng cầu dân ý này là cái ý kiến, thì chúng ta có thể không đồng ý và đồng ý, thì chúng ta có thì bấm có. Và một cái ghế thì hỏi là có muốn gia nhập chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì chúng ta cũng có thì bấm có, không thì bấm không. Và còn một cái cuối cùng là những cái thông tin chi tiết đó có sự thật hay không, thì chúng ta đúng thì chúng ta bấm có. Thì chỉ cần bấm gửi đi thì nó có ở bên cái góc có cái số mã số căn cước, mã số căn cước của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, và sau này chính phủ sẽ làm cái thẻ căn cước đó, và cái số đó là vĩnh viễn cho nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sau này khi Tổng thống Đào Minh Quân đã lấy lại được đất nước Việt Nam. Rồi mình bấm gửi đi thì đó là đã hoàn thành cái lá phiếu trên cầu dân ý. Nó rất nhẹ nhàng, tuy rằng nó mình nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó có một cái hiệu lực. Tại vì Tổng thống Đào Minh Quân đã vận động được quốc tế để mà làm ra cái hệ thống trưng cầu dân ý này, là để cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta nói lên tiếng nói của mình, muốn không muốn sống với chế độ cộng sản nữa. Thì cái đó là cái tiếng nói của mình, mỗi người một phiếu, tức là một tiếng nói. Thì trong nước Việt Nam chúng ta rất là đông, thì tha thiết kêu gọi càng nhiều phiếu thì chúng ta tiếng nói chúng ta càng mạnh, và chúng ta sẽ giải thể được cộng sản Việt Nam nhanh hơn. Thì Ba hy vọng rằng tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi nước Úc, nhất là tại vì Ba chị Hương ở nước Úc nên nó làm nó ở nước Úc, thì nếu nghe được cái tiếng gọi của chị Hương và Ba mong rằng ủng hộ, tại vì chúng ta đi tới đâu thì chúng ta cũng vẫn là người Việt Nam, và trước sau gì thì chúng ta cũng trở về quê hương, chứ không có ai mà ở vĩnh viễn ở nước ngoài. Thành ra Ba thấy là tất cả bà con mà lớn tuổi thì hay về Việt Nam, mỗi năm là như vậy. Thì bây giờ mình muốn bảo vệ cái đất nước của mình muốn giữ lại cái truyền thống văn hóa đạo đức và cái những gì mà ông cha ta đã gây dựng, thì chúng ta phải bảo vệ rồi chúng ta mới có chỗ đi về. Chứ nếu mà chúng ta bị mất rồi thì chúng ta không lẽ mai mốt đi về bên Việt nói Việt Nam nhưng mà thật vô nói chuyện với người Tàu. Thì Đại Phan nghĩ rằng nếu mà Tàu Cộng sẽ vô chiếm lấy Việt Nam thì họ từ từ sẽ diệt chủng dân tộc của chúng ta, chứ họ đâu có bao giờ họ lấy nước mình mà họ để chân mình sống yên. Thì cái bằng chứng như là hiện như là Tây Tạng ngày xưa có 40 triệu dân mà bây giờ chỉ còn là 8-9 triệu, tại vì người khi người ta diệt chủng người ta không có công khai là đem ra bắn giết hàng loạt, mà người ta sẽ cho mình từ từ mình chết mà không biết là mình chết vì cái phương pháp gì. Thì hiện bây giờ những cái chất độc ở trong nước đã tràn lan, chúng có nhiều khi mình những người mà trẻ ăn uống xong rồi về bệnh chết mà không biết là cả bác sĩ cũng đâu có biết là mình bị gì. Thành ra là cái đó là cái mà diệt chủng, cái diệt chủng mà mình không nhìn thấy được, cái đó mới là nguy hiểm. Thì đâu có ai kết tội họ được, tại vì họ đâu có công khai, chứ không phải là đem ra bắn giết mấy đó là kêu diệt chủng. Thì bây giờ cái tình hình đất nước hiện nay rất là nguy ngập. Khoa, chị Hương, anh Lận ở đây thì cũng có tấm lòng, thì đi thông báo truyền tới cho mọi người, bà con cô bác để mà biết, tại vì Khoa nghĩ rằng có nhiều người cũng chưa có biết,
để mà cùng chung tay góp chức để bảo vệ đất nước, tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Tổng thống Đào Minh Quân cũng là người muốn cứu lấy đất nước, chứ không ngoài mục đích đó. Nên Tổng thống Đào Minh Quân mới ra công là suy nghĩ tìm cái cách mà để cho cứu lấy đất nước Việt Nam chúng ta mà không có chết chóc, đau thương. Thì cái đó nên Tổng thống phải chờ đợi tới 20 mấy năm, 28 năm. Và bây giờ cái thời cơ đã đến. Chỉ cần chúng ta mỗi người bỏ phiếu trưng cầu dân ý là chúng ta sẽ thành công. Ba tin chắc như vậy, và Tổng thống cũng nhất định sẽ giải thể được Cộng sản Việt Nam. Thì cái đó là cái nguyện tâm nguyện của Tổng thống, và phải nghĩ tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới cũng muốn là đất nước Việt Nam có tự do, chứ không phải như bây giờ đi ra thì sợ, mỗi khi mở miệng nói thì sợ, muốn làm cái gì thì cũng không có được tự do. Thì với nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì cái nền đó, nền tự do đó giống như các nước trên thế giới, giống như nước Úc, nước Mỹ, chúng ta có thể nói lên tiếng nói của mình, chúng ta có thể đòi hỏi những cái quyền lợi gì mà chúng ta cần phải có. Thì Phan hy vọng rằng tất cả đồng bào, cô bác ở đây, anh chị em khắp nơi trên thế giới cùng xin hãy cùng đoàn kết lại để mà bảo vệ đất nước, giữ vững nền văn hóa, truyền thống, đạo đức của cha ông của chúng ta đã và đang tạo dựng từ mấy ngàn năm nay. Thì bây giờ á, thì Pha chỉ có bao nhiêu lời đó thôi, thì không biết chị Hương có nói gì nữa không? Dạ. Cảm ơn em đã phổ biến cái cách trưng cầu dân ý. Thì cuối cùng đó, khi mà chúng ta nộp được cái chi tiết về tên, họ, ngày sinh, nơi sinh được của mình xong rồi đó, thì chúng ta nộp xong rồi đó, thì ở dưới nó hiện ra một cái số. Cái số đó gọi là cái số thẻ căn cước, ở đây nó gọi là ID đó, ID đó ha. Thì cái số đó đó, quý vị nên lấy cái giấy ra, cuốn sổ kính, một cái cuốn sổ mà để mà có thể lưu lại những cái tài liệu mà mật đó ha. Chúng ta ghi lại cái số đó để sau này khi chính phủ trở về thì quý vị đưa cái số đó ra, chính phủ cấp cho quý vị một cái căn cước. Cái căn cước này nó là một cái thẻ đa năng. Cái thẻ này nó gồm có như là căn cước nè, rồi thẻ an sinh xã hội nè, rồi thẻ tín dụng luôn nè. Thì quý vị có thể cầm cái thẻ đó, quý vị đi tất cả các nơi trên thế giới, 193 nước trên thế giới nha, với một cái hệ thống tiền tệ rất là tân tiến, là quý vị không cần phải đổi tiền. Quý vị chỉ cần đưa vô cái máy là nó tự động nó khắc, nó đổi ra cái hối suất đó, rồi quý vị lấy tiền ra quý vị xài thôi, tại cái nơi mà quý vị đến đó. Rất là tân tiến. Những cái hệ thống về sau này mà tái thiết đất nước đó, là mang từ một cái nước văn minh vô cùng của thế giới là bên Mỹ đó, sẽ về áp dụng cho quê hương của chúng ta. Về chính sách về tiền tệ, về kinh tế, về những cái chính sách về ngoại giao, tất cả đều là tân tiến hết. Chúng ta đã đem những cái học hỏi được từ xứ ngoài về để mà áp dụng cho người dân. Tại sao chúng ta không chịu để thấy được cái đó? Từ tiền tệ cho tới khoa học, cho tới giáo dục, y tế, xã hội, tất cả đều là tân tiến như là các nước văn minh trên thế giới. Người ta đã sống ở đây gần 40 năm rồi quý vị ơi, học được biết bao nhiêu những cái tân tiến của nước ngoài và cái nền giáo dục, cái nền giáo dục tân tiến ở xứ người, không, khoa học ở xứ người, đem về cho người dân của chúng ta. Và chúng ta có một cái nền văn hóa thương người đạo đức, những cái nền truyền thống văn hóa tốt đẹp, cộng hai cái với nhau phải làm cho phải sau này nước ta nó như thế nào quý vị, sẽ vô cùng là được ngưỡng mộ, và chúng ta ngẩng cao đầu lên cùng thế giới, chúng ta không thua ai hết, có phải vậy không? Chúng ta phải chọn cái người lãnh đạo cho đúng, cái người đó phải có khả năng, cái người đó phải có tài điều kiện về quân sự, về kinh tế, về ngoại giao, về điều hành đất nước, về mọi mặt. Tại sao chúng ta không làm? Có cái cơ hội như vậy mà chúng ta không chọn, có đúng không? Bây giờ Mỹ nó đang song hành với lại chính phủ quốc gia Việt Nam năm tới. Quý vị thấy cái ông John Herring đó không? Bây giờ ông lên đài truyền hình của Mỹ đó, ông phổ biến ra cộng đồng, ông nói là ông sẽ giới thiệu cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời này do ông Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo cho toàn xã hội Hoa Kỳ biết.
từ trước đến nay là trong cái chiến lược là người ta phải ẩn dược, người ta phải ẩn lên để mà ẩn thân để mà dụ cái con chuột nó mang tiền qua bên Mỹ kìa. Bây giờ lấp lại hết được 617 tỷ. Bây giờ tới lúc là cái tình hình chính trị của thế giới nó đang biến chuyển và cái chủ nghĩa cộng sản sắp tiêu diệt thì người ta mới công khai quá ra, người ta mới lộ ra cho xã hội trên toàn thế giới biết. Cái ông Jean Hering là sứ thần của chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời, là một người Mỹ. Ông lên trên đài Mỹ đó, ông nói tôi muốn giới thiệu cái chính phủ quốc gia Việt Nam năm thời này do Tổng thống Đào Minh Quân lãnh nhiệm vụ này. Ông này là có chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, bởi vì là một cái Việt Nam Cộng Hòa, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là chủ quyền của các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và khi cái chính phủ này song hành với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nó cũng được hưởng lợi chứ. Nó lấy lại mà không cần chiến tranh, hợp thức quá. Một cái người lãnh đạo mà chân chính có cái đường lối hợp pháp với quốc tế, phải không? Duy nhất thôi thì người ta sẽ lấy lại đất tổ của mình. Ta nói lấy lại đất tổ mà không có chiến tranh, không làm khổ dân. Lấy lại đất tổ không làm khổ dân là không có chiến tranh. Thì tại sao mình không chọn? Có đúng không? Mà khi mà mình chọn về là mình được cái mỏ dầu nữa, còn thấy là để cho tàu nó lấy hết, nó khai thác, nó bán hết rồi mình, dân mình là trong nhà có của mà để cho cướp nó giật rồi, ngồi đó rồi nhìn hả? Mình phải khôn ngoan chứ, ông cha mình đã chọn cho mình cái con đường rồi. Thì bây giờ mình phải mau tay mà nắm lấy để mà cứu nước, để mà giữ vững cái quyền lợi cho dân tộc chứ. Thành ra tôi xin quý vị, chúng ta nên trưng cầu dân ý ngay và lấy cái con số ID, tức là thẻ căn cước của mình đó, giữ lại đó. Khi chính phủ trở về, quý vị đưa cái số đó cho chính phủ là lập tức có cái thẻ căn cước tín dụng. Và chứng minh rằng tôi là một người không cộng sản, tôi là một người công dân Việt Nam Cộng Hòa để ta, tôi được hưởng hết những cái quyền lợi gì mà chính phủ sau này mang tới cho tôi. Người nhà mình là hai con cháu mình thích lấy, nó lấy nó ghi được. Dạ, trên 18 tuổi là được hết. Và nên nhớ nha, mình lấy cái số ID đó và sau này chứng minh rằng mình đã góp phần vô để cứu nước, rất là vinh dự, vinh hạnh cho mình. Cái thứ hai nữa là quyền lợi của mình chứ. Sau này các nhiều người người ta trưng cầu dân ý mà mình làm chậm quá, làm sao chính phủ làm cho kịp? Người nào làm trước thì chính phủ cắt trước chứ, có phải không? Xin nói thế này cho rõ nha. Mục đích của mình trưng cầu dân ý là gì? Bây giờ Tàu Cộng nó muốn đồng hóa dân mình, cho nên mình dùng trưng cầu dân ý để mà xác định lập trường mình không chấp nhận chế độ cộng sản hiện thời bây giờ. Sau khi mình làm trưng cầu dân ý này thì máy nó nhận rồi, nó sẽ hiện lên một con số giống như số biên lai, đại khái mình tượng trưng ra số biên lai. Số đó mỗi người có, sau khi làm rồi có một con số thôi à. Mình giữ đó để mai sau khi mình về nước là chứng tỏ mình có cái thẻ căn cước rồi, nhà nước ưu tiên mình đã có trước thì khác mình trước, thì thẻ đó nữa là an sinh xã hội như mình đây nè, người già lưỡng bao nhiêu nữa có hết á thì mình sẽ ưu tiên làm. Chứ nếu mà sau này trễ là những người đó sẽ là những người sau không ưu tiên. Điểm thứ hai nữa là có cái đó rồi người ta dễ phân biệt, thí dụ làm cái gì cũng ưu tiên hết á, phải nhớ phải có cái đó, vì nếu chưa có số đó là chưa có nộp đúng. Rồi sau khi như vậy, quý vị muốn về, biểu con cháu nó mở cái trang mạng này, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt á, C là chính phủ nè, P mà dĩ nhiên mình nhớ đâu, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời .com, vô trang đó nó mở ra đủ hết trong đó những hoạt động thế nào nào đó thì mình có đầy đủ hết. Cho nên bây giờ thời gian không cho phép nhé, không nói nhiều được, thì về nhớ trưng cầu giấy trước để gì, để mình ưu tiên. Vì có nhiều cái quyền lợi không kể ra đây được, nhưng mà mình sẽ thấy. Vì chúng tôi đi sinh hoạt là chúng tôi biết rất nhiều chuyện, có những chuyện mà chưa làm thì không thể nói được, mà làm xong thì cũng quá trễ, đại khái đó. Thì giờ về trang mạng này tìm theo nè, tìm hiểu. Vì cái này đó hoàn toàn an toàn, khi nó nộp nó không có qua ai hay đó, đi thẳng vô cái văn phòng bên rất là tiện lợi. Rồi tìm hiểu thêm sinh hoạt thế nào nào đó nha, cố gắng quảng bá cho bà con mình biết, vì sao mai sau này mình có đó, mình là người công dân.
của Việt Nam. Tại vì á, bây giờ nếu mà chúng tôi không nói ra đó thì sau này đó mọi người trách đó, ủa tại sao mà biết mà không chịu nói, phải không? Bây giờ tôi nói ra thời gian nó đã quá cận kề rồi, chính phủ sắp về, không có gì, không ai biết là không ai làm gì hết trơn, thì nữa quý vị đừng có trách, phải không? Dạ thì trước khi nhất là và chào tạm biệt cho bà con cô bác ở đây, thì nếu mà bà con cô bác con cháu nào mà còn muốn biết tìm hiểu về Tổng thống Đào Minh Quân thì vào Google tìm Tổng thống Đào Minh Quân hay là Chính phủ Quốc gia thì xin là hãy nghiền ngẫm thử là tại sao rất là nhiều quyền lợi cho quý vị sau này. Tổng thống đã nói là tân tiến, rất là tân tiến còn hơn những cái nước văn minh bây giờ nữa đó, bởi vì người ta biết bao nhiêu năm cái thời gian cũng đã người ta mang về đất nước này phải rồi. Thành ra là Pha và chị Hương và anh Lực bây giờ cùng và chào tất cả bà con cô bác. Cảm ơn con. Thì chúng ta đó mà rất tiếc là bữa nay mình ít quá. Dạ. Hương mới nói rằng là Hương cố gắng đem hết. Xin chào tất cả bà con cô má anh chị em. Bây giờ đã đến giờ thì Pha và Chương phải rời khỏi đây, tại vì cái giờ nhanh lên, nhanh tay lên làm đi, bởi vì cái gì thứ nhất nếu mình không làm là tàu thứ hai nữa là chính phủ sắp về rồi, mà khi chính phủ về đó mình về Việt Nam toàn là đi ra ngoài miền ngoại toàn là nè, để khi em nói nha, trước sau về chính phủ cũng về, bởi vì Mỹ nó đã, đây là chiến lược, người ta đã tính rồi, người ta không thể nào để cho thằng Tàu nó chiếm Việt Nam cả, thành ra phải có một cái chính phủ Việt Nam chính danh hợp pháp về để mà chủ quyền của cái mỏ dầu đó vào quần đảo này đó, đảo đó cũng mà hội mình đi quá chứ hội đông lắm, mấy người sẽ trở về mấy chục người đó, nếu mà thằng Tàu mà nó gây